không cần phải lấy hết. Quá, mình cứ đứng đây mình quay. Có vợ rồi. Kìa. Đấy đang ngon sang nhà. Hùng Dũng đang nói chuyện với thầy Phan các bạn nhé. Hôm nay được tăng nghiệp full nha các bạn nhé. Anh nói cho em biết chỉ cần 10 giây là hình ngon là được nhé. Nội dung tốt là được. Không phải đứng đây thôi, cần gì nữa. Kéo anh nhường cho xe kia đi đi. Anh ơi. Lâu.
Lúc nãy là thầy Bắc nói chuyện với Thành Trung. Cô Văn Hậu lên rồi.